mày, suốt ngày mày đi chơi hả mày? Nhà ba vì mà mày suốt ngày mày đi chơi vậy hả mày? Ủa cái gì mà ủa? Rồi cái điện thoại của tao mày lấy mày để ở đâu rồi? Ngon đấy. Ôi gì mà xuống xe. Tịch thu xe khỏi cho mày đi chơi. Thằng kia, qua đây lấy xe. Ok. Ra mà ra mày lấy xe đi kìa, không đủ anh cả đám bây giờ. Ok. Má cái thằng này. Đi ra lấy cái xe. Ủa cái gì mà ủa, lần sau không được lái xe với điện thoại của tao giờ, tao phải cho cái giờ. Ê, có nên giúp không? Hình như bọn nó là anh em á. Thôi chuyện gia đình người ta cứ để người ta tự giải quyết, mình xen vào làm gì mất công người ta bảo mình nhiều chuyện á. Thôi đi về đi. Sáng giờ cũng là mang được hai cái điện thoại rồi. Hôm nay đi vào gọi ông chủ ra thanh lý điện thoại. Ok. Thôi mày vào gọi luôn đi. Đợi hàng này chắc tơ tót. Sao? Tôi có hàng chưa? Hai con hàng này ông anh lấy bao nhiêu? Đưa ra xem nào. Hàng được đấy, nhưng mà hơi cũ. Ông anh xem thế nào chứ hàng ngon mà. Dạo này kinh tế khó khăn quá. Em vất vả lắm mới kiếm được hai con hàng để bán cho anh đấy. Chú yên tâm, một con 1 triệu, hai con 2 triệu. Nếu được thì tôi lấy, nếu không thì mấy chú đem về đi. Ông anh xem thế nào cho thân tiền được không? Không được đâu, 2 triệu thì tôi mua. Còn không, các chú đem về đi. Có mấy điện thoại mình chơi giá. Có bán không? Thôi được rồi, bán 2 triệu. Đi của mấy chú đây. Đủ rồi. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Mày 500. Mày cũng 500. Tao 1 triệu. Khùng như chó. Thằng kia, mày nói gì? Đâu có nói gì đâu. Thôi tập trung, bày cửa hoạch cho chiều nay. Chiều nay tập hợp ở đường bà hai, ở đường đỡ vắng, lâu lâu mới có người qua lại, thường tiện để chúng ta cướp. Ok. Bây giờ chúng mình sẽ tới đường bà hai để gian cảnh ăn cướp. Bọn mình đứng ở đây, thấy ai đi qua thì gian cảnh ăn cướp. Ok. Có mùi kìa đại ca. À, thằng này mà suốt ngày mày đi chơi. Rồi cái ví tiền với cái điện thoại của tao mày lấy mày để ở đâu rồi? Ủa mấy anh là ai vậy? Em làm gì có quen mấy anh đâu. À, thằng này mày léo, tao là anh ruột của mày mà mày dám nói như vậy hả? Em làm gì có quen mấy anh đâu. Ví về cái điện thoại của tao đâu? Mấy anh là ai hả? Được đấy. Xuống xe, đưa xe cho tao. Không. Nhanh. Đưa xe của em. Trả xe cho tao. Xe của em à. Trả xe cho tao. Từ từ bình tĩnh cho nó, trẻ con nó còn nít mà sao anh làm vậy, tội nó, sao có chuyện gì vậy? Thằng này là thằng em ruột của mình á, nó lấy xe với lại cái ví điện thoại của mình, giờ nó chạy, giờ mình ra mình lấy mình không trả mình nè. À, ý là thằng này là thằng em ruột của bạn, nó lấy trộm ví với điện thoại với xe của bạn, nó đi chơi và bây giờ bạn nó lấy lại nó không chịu trả đúng không? À. Có đúng không? Thế thằng này có phải là thằng ăn ruột của mày không? Không. Mày dám nói xạo hả? Tóm lại là bây giờ bạn là thằng ăn ruột của thằng này đúng không? À. À thế à? À thế gì mà? Mày coi chừng tao đập mày luôn á. Đây là chuyện của gia đình tao. Nhưng mà chuyện của gia đình bạn nhưng mà mình thích xem vào được không? Hành vi giàn cảnh cướp giật tài sản của các người đã bị bọn ta phát hiện rồi. Đúng vậy. Sáng nay khi tôi và Tôn Trẻ Châu cùng đi dạo, đã thấy anh cùng 4 người khác đứng vây quanh cậu bé. Lúc đầu tôi thấy hai người xưng anh em nên cũng nghĩ chắc chỉ là chuyện gia đình. Vì vậy tôi cũng không nhúng tay vào và cứ thế bỏ đi.
Nhưng sau khi nhìn thấy các người bỏ đi, để lại một mình cậu bé, tôi thực sự cảm thấy tò mò nên đã tiến lại gần và hỏi han tình hình. Ủa, mấy cái thằng vừa rồi mà lấy xe lấy điện thoại của em là người thân của em hả? Là ăn của em hả? Không. Thế em có quen bọn nó không? Không. Không quen bọn nó luôn. Vậy là hình như cái bọn này là cái bọn giàn cảnh để cướp giật này. Sau khi biết được các người không phải là ăn ruột của cậu bé, tôi đã nghi ngờ các người là một băng cướp giàn cảnh chuyên nghiệp. Vì vậy, tôi đã lẻn đi theo các người. Khi các người tới địa điểm để bán điện thoại, tôi đã đứng ngay bên cạnh và nghe được toàn bộ câu chuyện của các người. Chúng ta cần phải làm việc theo nhóm. Hãy nhận con mồi là người thân của chúng ta để dễ dàng cướp hơn. Các cả đã hiểu chưa? Dạ rồi. Đối tượng mà các người nhắm đến là những người đi một mình ở những khu vực vắng vẻ. Vì vậy, tôi và Tôn Trẻ Châu đã lập ra một kế hoạch. Tôi để Tôn Trẻ Châu sẽ làm người đi đường, đưa cho Tôn Trẻ Châu những thứ có giá trị để lừa các người vào bẫy. Đúng như tôi dự đoán, ngay sau khi thấy Tôn Trẻ Châu đi một mình và trên người có những thứ giá trị, các người đã tiến hành hành vi giàn cảnh để cướp giật tài sản của mình. Ngay lập tức, tôi cùng cảnh sát đã kịp thời xuất hiện và ngăn chặn hành vi giàn cảnh ăn trộm của các người. Bây giờ thì mời tất cả các người lên phường, chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện ở trên phường. Và bây giờ hãy đưa tao cái ví và cái ngồi đây. Đây chỉ là đạo cụ để tao dụ các ngươi vào bẫy thôi. Và sau đây là một số khuyên cáo dành cho tất cả các bạn. Gần đây thủ đoạn cướp giật ngày càng tinh danh. Vì vậy các bạn cần tuyệt đối cẩn thận khi đi ra ngoài đường. Nếu không có việc cần thiết, hạn chế đem những thứ có giá trị khi đi ra ngoài. Không nên đi lại những nơi vắng vẻ. Tại vì những nơi vắng vẻ thường là địa bàn hoạt động của những đối tượng xấu xa. Ok, như vậy là các bạn vừa xem xong tập 4 series ăn thám tử TQ97 của mình nhá. Thì bây giờ cho mình xin phép gửi đến tất cả các bạn lời cảm ơn vô cùng sâu sắc nhá. Nếu mà được xé cái trái tim của mình ra hàng triệu mảnh thì mình xin xé ra hàng triệu mảnh để mình gửi tới các bạn coi như là thay lời cảm ơn. Tại vì thực sự để mà nói thì các bạn ủng hộ cái series ăn thám tử của mình khá là nhiệt tình. Và mình cũng rất vui vì điều đấy. Mình một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ cái series ăn thám tử của mình nha. Cái tập ăn thám tử ngày hôm nay mình làm thì cái cảnh hành động nó khá là ít. Nó chỉ có một cái cảnh hành động đấy là giơ tay lên rồi đấm nhau với lại cái thằng kia thôi. Thì cái cảnh hành động đấy cũng gọi là cảnh nhẹ. Cho nên ngày hôm nay mình làm cái series ăn thám tử này thì mình không có bị chấn thương gì hết. Chứ thường thường mấy cái clip trước mình làm mấy cái video ăn thám tử nó có mấy cái cảnh hành động kiểu quánh lộn bùm lùm tùm xèo ở đấy, cho nên lâu lâu cũng có một vài pha mình bị chấn thương, mà chủ yếu là chấn thương nhẹ thôi. Thì nếu bạn nào mà thích cái kiểu mình làm theo kiểu series ăn thám tử mà có hành động ở bên trong á, thì các bạn nhớ like, share và comment ý kiến của các bạn ở bên dưới nha. Mình luôn tôn trọng ý kiến của các bạn. Nếu các bạn thích mình làm series ăn thám tử này của mình theo cái hướng đấy là hài hước hay là kiểu hành động hay là kịch tính như thế nào thì cứ comment ở phía bên dưới nha. Tất cả các comment của bạn đóng góp về cái series ăn thám tử của mình là mình đọc hết, mình không bỏ sót cái comment nào ấy. Cho nên các bạn cứ comment nhiệt tình ở phía bên dưới nhá. Tính tới thời điểm bây giờ là mình có 4 tập series ăn thám tử TQ97 nhá. Thì bạn nào mà chưa coi tập 1, tập 2, tập 3 thì có thể lên trên YouTube gõ vào cái đường tìm kiếm ghi là ăn thám tử TQ97 là sẽ có 4 tập ăn thám tử TQ97 để cho các bạn xem nhá. Thì video của mình cũng dừng lại ở đây đấy nhá. Nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên nhấn like, share, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá. Còn bây giờ thì bye bye tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Bye bye. Hành vi trộm cắp gà và nướng của các người đã bị bọn ta phát hiện rồi. Đúng vậy. Sáng nay khi đi trên đường, hai người đã vô tình chạm phải tôi nhưng không xin lỗi, ngược lại còn tỏ thái độ khó chịu. Mày không có mắt mày. Mày muốn gì mày? Khiến tôi cực kỳ chú ý đến cách ăn đùi gà của các người. Sau đó khoảng 1 tiếng, Tuân Trẻ Châu đến nhà tôi và nói rằng mình vừa bị mất gà. Ngay lập tức, mọi sự nghi ngờ của tôi đều đổ dồn lên phía hai người. Vì vậy, tôi quyết định cùng Tuân Trẻ Châu bày ra một kế hoạch để lừa hai anh mắc vào bẫy. Tao biết ai lấy trộm gà của mày rồi. Có muốn hợp tác cùng tao để bắt nó không? Có. Tôi và Tuân Trẻ Châu để một con gà ra trước hiên, sau đấy đi đến quán mà các anh đang ăn sáng. Tôi và Tuân Trẻ Châu đã cố tình nói chuyện thật to để anh có thể nghe thấy. Thôi đừng buồn nữa, gà tao có một con gà, tí nữa về tao cho này con gà đấy được không? Được ạ. Rồi. Đúng như tôi dự đoán, khi biết rằng trước hiên nhà tôi có một con gà, hai anh đã lập tức bỏ về mặc dù đồ ăn vừa mới gọi ra. Sau đấy hai anh tới nhà tôi, chạy vào hiên và bắt trộm gà của tôi. Nhưng rất may tôi đã có một camera giấu kín và quay lại toàn bộ hành vi trộm cắp của các người. Tôi và Tuân Trẻ Châu đã đi theo các người về đến hang ổ. Tôi phát hiện tại đây có rất nhiều xương gà, chứng tỏ rằng các anh đã trộm gà rất nhiều lần rồi. Tôi giả bộ không biết gì, cùng các người ăn gà, nói chuyện và cười đùa vui vẻ. Sau đấy, tôi dẫn cảnh sát đến, giả bộ là một người mua gà và lật tẩy hành vi trộm cắp của các người. Ê, tại đây gà bọn tao mua chờ mà nhầm rồi. Nhầm hả? Lên phường rồi sẽ giải quyết. Ê.